Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến. Nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đây. Và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những hành trình khám phá các địa điểm ăn uống sống ảo dưới một góc nhìn tích cực và lạc quan của mình. Ok, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thì tỉnh này được mệnh danh là vùng Thất Sơn huyền bí. Nói thế thôi chứ Thất Sơn thật ra là vùng bảy núi các bạn ạ. Thì đó chính là tỉnh An Giang. Và mình sẽ dẫn các bạn đến An Giang. Tuy nhiên thì mình là một đứa con gái miền Bắc, do đó mà mình không dành quá về khu vực này. Nên là mình hy vọng là khi các bạn xem clip của mình xong thì sẽ rút ra những cái kinh nghiệm cũng như là sẽ có một trải nghiệm thú vị hơn ở đây nhé. Ok, thì bây giờ hãy bắt đầu hành trình khám phá An Giang thôi, let's go. Nếu như bạn nào đã xem video trước của mình thì cũng đã biết bọn mình đã có một ngày khám phá Châu Đốc. Và trước khi đi An Giang thì mình có hỏi một vài người bạn, thì ai cũng bảo là đến An Giang thì nhất định phải đến rừng Tràm Trà Sư. Ok, video hôm nay chúng mình sẽ đến rừng Tràm Trà Sư và ngắm nhìn rừng tràm từ trên cao sẽ như thế nào nhé. Và không chần chừ hơn nữa, lên đường thôi. Ồ, thì lại thôi à, mình cứ đó là mình thích thật à. Hello, bây giờ thì trời rất là nắng. Tuy nhiên thì mình đang trú dưới một cái cây. Cây này thì ở ngoài Bắc không có đâu các bạn ạ. Đó là cây mãng cầu và có quả luôn nhá. Mình sẽ quay cho các bạn cái quả mãng cầu. Nhưng mà không biết có chí đâu, nhảy cao quá. Ui ôi, nhiều quả phết các bạn ạ, sai phết luôn ấy. Cái này là cái đẹp. Một là giơ tay đằng trước này. Hai là thu à? Hai là thu này. Ba là đẩy nhẹ ra, mình đẩy nhẹ mày nhá. Một, hai, ba. Rồi. Bạn tao đẹp tay rồi. Đếm đi, đếm đi, đếm đi. Rồi. Này, giơ tay ra cho mình vẫy luôn như này nhá. Không. Ok ok. Một. Tao. Một này. Hai. Ba. Vẫy tay luôn. Vẫy tay chào luôn. Vây tay, vây tay, vây tay, vây tay, vây tay. Không được vào rồi. Chưa, chỉ đủ xa. Vài chục giây vào. Tăng lên con mẹ luôn. Tăng lên cao đi, đang quá là nó không lên cao đấy. Chưa được, chưa được, chưa được. Yên tâm, tiền lo được. Tôi quay về đi ơi. Quay về đi. Nắng quá các bạn ạ. Để có được một cái shot flycam thôi mà. Ôi dồi ôi. Thế là quả video này chắc là sẽ xịn sò. Hy vọng các bạn sẽ thích và hãy nhớ like cho mình nhé. Chính là núi Sam mà hôm qua chúng ta đã bỏ qua không đi. Ở ngoài Bắc thì thiếu gì núi đúng không? Núi Sam đây quá đẹp luôn, đẹp hơn tỷ chỗ này. Bọn mình đi dọc theo quốc lộ 91 và từ đây nhìn sang bên phải thì các bạn có thể trông thấy núi Sam. Và ôi trời ơi, điều mình thích nhất ở đây đó chính là hai bên thì bao la bát ngát là cánh đồng các bạn ạ. Ngoài lại còn đang độ lúa chín nữa. Cực kỳ phê luôn. Đường đi thì vì quá là nắng nên bọn mình đã dừng lại ở một quán nước ven đường. Thì ở đây các bạn có thể làm trên những cái võng như thế này. Phong cách này thì rất là dễ bắt gặp ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ nha các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình, theo như lời cô chủ nhà chỉ trước đó thì gần đến cầu Tha La sẽ rẽ trái. May mắn cho bọn mình là đã có một bữa ăn đậm chất miền Tây tại nhà của bé My. Chúng ta lên vlog
2 Hả? Sao cách thôi nhanh. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn ở video sau. Còn giờ thì tiếp tục đi tiếp nhé. Bọn mình đi dọc theo kênh Thala. Bọn mình phải dừng lại để hỏi người dân ở đây thì mới dám chắc là dọc theo con đường này sẽ vẫn tới được rừng tràm Trà Sư. Đó, rừng tràm đấy. Chúng ta đi con đường mà không ai đi cả. Chỉ chắc là chỉ người dân ở đây mới biết được thôi. Chắc đi đâu vậy? Gian nan thật sự các bạn ạ. Rẽ phải. Hay để em đi vô. Ôi, trải nghiệm thật sự thú vị. Em sẽ bình tĩnh. Giờ lên không? Ok, để em đi bộ nhá. Căng quá các bạn ơi. Rừng tràm Trà Sư là một rừng ngập mặn tiêu biểu cho vùng Tây Sông Hậu thuộc huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Theo như lời anh trông xe ở đây thì khách du lịch đến đây đông nhất là vào mùa nước nổi, tức là vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Vé vào cổng tham quan sẽ là 100.000 một người. Tuy nhiên thì vào đây bạn sẽ phải mua thêm vé xuồng máy, còn gọi là tắc ráng nữa, là 50.000. Và nếu muốn ngồi xuồng ba lá để trải nghiệm thêm thì các bạn sẽ tốn 50.000 nữa. Khá là rắc rối đúng không? Tóm lại là các bạn sẽ tốn khoảng 200.000 để có thể khám phá rừng tràm Trà Sư, chưa kể ăn uống và nước nôi. Mình nghĩ là nếu các bạn đến đây rồi thì cũng nên thử. Không biết là các bạn có biết cây cầu tre ở trong rừng tràm Trà Sư là cây cầu tre dài nhất Việt Nam không? Nó dài tới 10 km luôn đấy. Cứ đi theo cầu tre vào trung tâm của rừng tràm thì bạn sẽ thấy một cái đài quan sát. Và để lên đây thì các bạn sẽ phải bỏ ra thêm 5.000 nữa. Từ đài quan sát các bạn có thể nhìn toàn cảnh rừng tràm Trà Sư từ trên cao, cũng giống như bọn mình đang bay fly cao như thế này. Thậm chí là mình nhìn từ trên cao như thế này thì mình còn ngỡ là mình đang ở rừng Amazon các bạn ạ. Nói về hệ sinh thái thì rừng tràm mà, tất nhiên cây tràm sẽ là phổ biến nhất rồi. Ngoài ra còn rất nhiều loài động thực vật khác, ví dụ như bèo này. Uầy, bèo to thật sự các bạn ơi. Nó to lắm luôn ý. Ui, chưa bao giờ mình tìm thấy một cây bèo nào nó to như thế này. Thề luôn. Chắc chỉ có ở miền Tây này mới có cái bèo to như thế rồi. Các loài chim cò đủ kích thước, lớn bé có cả. Hay là rắn dép, ếch nhái, cá mú, vân vân và vân vân. Xuống lên là anh, xuống lên à? Xuôi ngọt. Trong xe của cây là nó gọi là gì nhỉ? Foster. Xuống lên là dầu ăn hả anh? Dầu ăn. Đây là xin dầu vị gì đấy ạ? Có những vị gì ta? Vị này là vị gì ạ? Tăng lực. Tăng lực. Chua không? Phù hợp với anh đấy. Ok, và xin giới thiệu các bạn, kia là cây thốt nốt. Ui, nó gần giống cây dừa nhỉ? Có vẻ giống cây dừa, nhưng cây kia như không có quả. Ý chà, nó cũng không cao lắm, nhưng mà chắc cây này còn tuổi đời còn hơi nhỏ. Ui, đây có mấy đứa trẻ đang thả diều.
trời cũng sắp tối rồi nhưng mà bọn mình vẫn thích quá, ở đây thích quá, không muốn về. Mẹ à, ôi, không mẹ rồi em ơi. Ủa? Con đọc không mẹ á? Thế không mẹ tiếng không mẹ. Không mẹ tiếng mấy đâu. Thế á? Yes. Thế xin chào là gì? Không, biết một không. Nhưng mà em này biết rồi, không mẹ. Yeah. Bay rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Wow, bò trắng. Ở ngoài Bắc là không có bò như này đâu. Hello, hello bò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần nha. Bye bye!